Đàn 26 xin trân trọng kính chào quý vị và chúng tôi rất vui sẽ được làm quen với quý vị. Thưa quý vị, chương trình của Diễn đàn 26 là chuyên về cái phản ánh, phản bác và phản biện mà chúng tôi gọi tắt là ba phờ hoặc là ba phê gì cũng được thưa quý vị. Tiêu chí của diễn đàn đó là trung thực, thẳng thắn, nói có sách, mắt có chứng, đúng sai đâu đó rõ ràng thưa quý vị. Chúng tôi tôn trọng sự thật, chúng tôi trân trọng tất cả các comment mang tính xây dựng của cộng đồng mạng. Và chúng tôi không chấp nhận các hành vi như là lợi dụng diễn đàn để chống phá sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là kêu gọi biểu tình, gây rối trật tự công cộng, hay là kêu gọi lật đổ chế độ. Hay là những cái bình luận tuyên truyền mà trái với pháp luật Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi không chấp nhận. Hay những bình luận mang tính lăng mạ, này, sỉ nhục, hay xúc phạm người khác, hoặc là anh cứ sử dụng cái ngôn từ thiếu văn hóa trong các comment của mình, hay là mượn diễn đàn để chửi bới người khác thì chúng tôi không chấp nhận. Và chúng tôi sẽ có quyền là từ chối hoặc là xóa các cái comment, các cái bình luận mà trái với vi phạm các cái quy tắc ứng xử như chúng tôi vừa nói. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email đó là diendan216a@gmail.com thưa quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay là chương trình đầu tiên của diễn đàn. Chương trình đầu tiên của diễn đàn, tôi xin được hầu chuyện với quý vị về một cái đề tài không mới thưa quý vị, không mới, nhưng nó cũng không bao giờ cũ. Đó là cái đề tài nói về những cái câu chuyện tốt, nói về những câu chuyện xấu trong cái đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở trên thế giới và ở Việt Nam. Trước tiên là những hình ảnh về một cụ bà ở Quảng Nam mang phong bì đặt cho chốt kiểm dịch ở Quảng Nam. Làm tôi gửi cho tôi coi trong điện thoại tôi biết, mà tôi không biết gửi ở đâu. Trời, tôi thấy họ ở chỗ này cũng có gửi Sài Gòn, rồi mua cũng có gửi Sài Gòn, huyện cũng có gửi Sài Gòn, tôi không biết. Thì cái tấm là tôi thì mình không gửi gì trong Sài Gòn mà có thể. Thưa quý vị, là phải nói là hết sức xúc động, thưa quý vị. Bà con của mình hết sức xúc động. Một cụ bà 84 tuổi rồi, vậy mà lặn lội tìm đến cái chốt kiểm dịch để gửi cho anh em một cái chiếc phong bì gọi là ủng hộ, hỗ trợ cho anh em trong những ngày đêm mà trực chốt như vậy. Và cụ nói rằng là trong phong bì nó không có bao nhiêu cả, không có bao nhiêu. Thưa cụ, dù cho có bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng nó cũng không nhiều bằng cái tấm lòng của cụ được. Một cái tấm lòng hết sức là thông thảo, một cái nghi cử mà hết sức là cao đẹp. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của cụ ạ. Kính thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta có cái câu, đó là trong cái khó mới thấy rõ ai chánh, ai tà và ai tử tế. Những cái câu chuyện mà tử tế này, những tấm lòng thơm thảo, những cái nghĩa cử cao đẹp mà trong cái đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đó, thì thưa quý vị rất là nhiều, nhiều lắm thưa quý vị. Tôi xin điển hình như là chuyện của cụ Nguyễn Thụy Nhuận ở xã Đông Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, 81 tuổi, cụ ủng hộ 1 triệu đồng cùng chính phủ chống dịch. Đây là số tiền mà cụ tích góp được từ tiền bán rau hàng ngày. Hay là chuyện cụ Nguyễn Thị Tửu, 102 tuổi, ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Cụ dùng số tiền mà cụ dành dụm trao tặng 10 triệu đồng để hỗ trợ cho các cái khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh. Năm ngoái thì thưa quý vị, cụ tỉnh cũng đã hỗ trợ 2 tấn gạo cho các cái khu cách ly tập trung trong tỉnh Hà Tĩnh. Và người ta rơi nước mắt khi hình ảnh một cụ bà lưng còng, đó là cụ Lê Thị Thanh ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cụ đã hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là 100.000 đồng. Cái số tiền 100.000 đồng này thưa quý vị là tiền cụ bán được một con gà để hỗ trợ cho cái công tác phòng chống dịch. Hay là tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, có cụ Vũ Thị Đấu, 74 tuổi, là ủng hộ 5 triệu đồng số tiền mà cụ đã dành dụm từ việc trồng rau nuôi gà, thưa quý vị. Rồi chị em bé Phạm Nguyễn Bảo Trân, 12 tuổi, thưa quý vị, 12 tuổi, đã đập heo đất gom toàn bộ hơn 2,2 triệu đồng, cái số tiền mà các em dành dụm, rồi đem đến công an thị trấn Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để ủng hộ cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là 2,2 triệu đồng. Ở Việt Nam, mỗi khi mà Tổ quốc cần thì đồng bào trong cả nước đều nhất tề hiệp lực. Đã có cả triệu suất ăn từ thiện, nhiều cây ATM phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, những siêu thị hạnh phúc ra đời cung cấp miễn phí các cái nhu yếu phẩm cho những cái gia đình mà bị mất thu nhập do đại dịch. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức rất nhiều cái chuyến xe yêu thương để hỗ trợ rau củ quả cho thành phố Hồ Chí Minh và các vùng tâm dịch. Một điều rất xúc động nữa đó là cũng rất nhiều người Việt từ hải ngoại cũng đã hướng về Tổ quốc với tấm lòng thơm thảo, với tinh thần là của ít lòng nhiều. Mới đây, thưa quý vị, bà con Việt Kiều ở Mỹ đã gom góp gửi về hỗ trợ cho đồng bào trong nước 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, rồi 2.500 tấm chắn giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế. Ước tính tổng trị giá của lô hàng này thì gần là 1 triệu đô la, thưa quý vị. Rồi có gần 30 tổ chức hội đoàn của người Việt Nam ở Pháp, này, ở Mỹ, Canada và ở Úc thì cũng đã phát động cái chiến dịch đó là chung tay vì Việt Nam yêu thương. Và cái chiến dịch là 10.000 liều vaccine cho Việt Nam. Và nói rằng là tôi rất cảm ơn những tấm lòng, những việc làm đầy ắp tình người đó của bà con trong nước và bà con người Việt của chúng ta ở nước ngoài. Thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện tốt. Thế bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị xem một số các cái hình ảnh, những cái hành vi không đẹp, hay nói cách khác đó là những cái hành vi xấu, thưa quý vị. Làm gì? Tôi đứng nhà tôi phải vô, tôi phải gây à? Đi lắm đi lại, tôi vào anh đi không đây. Đứng nhà rồi, đi một đường hả? Họ đi một đường rồi, ông tới đi. Anh ngồi đây mà ra không ngồi nhà. Nhà đây, tôi ngồi đây. Nhà đây. Đấy. Phát à? Anh làm gì vậy? Tôi làm gì em? Bay đầu, đầu tôm. Điện công phường. Hình ảnh mà quý vị đang xem xảy ra vào lúc 8:20 ngày 16 tháng 8 năm 2021 ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vào thời điểm đó thì tổ tuần tra công an quận Sơn Trà phát hiện Nguyễn Văn Hải, 49 tuổi ngồi trên vỉa hè. Anh ta không đeo khẩu trang cho nên là lực lượng tuần tra có đến nhắc nhở. Khi được công an yêu cầu đeo khẩu trang vào để chấp hành quy định phòng chống dịch thì anh này bất ngờ vác ghế lao vào tấn công và chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Sau đó thì anh này đã bị công an khống chế và đưa về phường. Và ngay sau khi nhận được thông tin và xem lại toàn bộ sự việc bằng hình ảnh đó, thì Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo cho cơ quan công an xử lý nghiêm khắc. Hay là đây là một cái hình ảnh cũng là một cái kiểu chống đối của cụ ông chống đối lực lượng tuần tra chống dịch. Tôi là đi công việc của tôi, không có việc gì, không phải khai anh em ạ. Tôi không phải khai, đúng rồi, cứ ghi đi. Đừng tính, được chưa? Tôi không phải khai gì cả. Tôi đi sẽ làm một thỏ không được. Anh ơi, gọi điện báo cáo với em để trường hợp này báo cáo lại cho chỉ huy thôi. Đây, con mời ông vào đây cho tránh. Tôi không phải vào đâu cả. Ông đi được đâu ạ? Đây, ông không phải bọn con buộc phải đặt cái bản xử lý ông ạ. Đấy, lên lập đi. Vâng, đây, con mời ông. Con lập đâu, đâu trả. Con mời ông vào đây, ông không đi được đâu ạ. Thì ông đi đi. Kính thưa quý vị, có thể nói là có hàng trăm kiểu chống đối lực lượng tuần tra chống dịch và lực lượng cắm chốt trong các phòng chống đại dịch COVID-19, thưa quý vị. Đối tượng chống đối cũng hết sức là đa dạng, thưa quý vị. Trẻ có, già có, đàn ông có, phụ nữ có. Họ lăng mạ, này, họ sỉ nhục, này, rồi là họ có cả là tấn công, thậm chí có người thì còn đe dọa đối với cái lực lượng tuần tra, đối với lực lượng cắm chốt bằng cái câu nói mà không phải là lạ, đó là mày có biết tao là ai không, thưa quý vị. Riêng cái chuyện mày có biết tao là ai không đó
thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ hầu chuyện với quý vị trong một cái chuyên đề khác. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với cái câu chuyện đề tài tốt và xấu. Thưa quý vị, chuyện tốt và xấu đó, thì thời nào cũng có, được xã hội nào cũng có, thể chế chính trị nào cũng có, thưa quý vị. Trong con người của chúng ta đó, thì bao giờ cũng có hai mặt, đó là mặt tốt và mặt xấu. Lúc thì chúng ta rất là hiền, đúng không ạ? Lúc thì chúng ta là rất dữ và thậm chí là rất là hung dữ. Lúc thì thương và lúc thì cực kỳ là ghét, thưa quý vị. Tôi cho rằng đó là một cái câu chuyện là hết sức bình thường đối với tâm lý của một con người. Nói về xã hội thì cũng thế, thưa quý vị. Không có một xã hội nào mà toàn bích toàn mỹ cả. Không có xã hội nào mà toàn là người tốt mà không có người xấu. Không có một cái xã hội nào mà chỉ có thánh thiện. Không có ác quỷ. Tuy nhiên thì theo tôi đó, thưa quý vị, theo tôi thì chúng ta cũng cần phải phân biệt là việc tuy xấu nhưng chưa chắc đã là người xấu. Còn việc tuy tốt thì cũng chưa hẳn đã là người tốt. Cho nên là gì ạ? Cho nên là những hình ảnh mà quý vị vừa xem đó, thì là tôi không khẳng định họ là người xấu. Có thể là sau bao ngày giãn cách xã hội thì người ta có thể là quá bức bách, quá tù túng. Cho nên là tâm lý của họ trở nên không có bình thường. Và điều này thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng hết sức là cảm thông và chia sẻ. Thì đó là về mặt tâm lý, thưa quý vị. Nhưng còn nói về mặt hành vi đấy, thì tôi cực lực lên án. Bởi không có thứ tự do nào, không có thứ tự do dân chủ nào cho phép anh đứng trên pháp luật cả. Chẳng có thứ tự do dân chủ nào cho phép anh nhục mạ, anh xỉ vả, anh tấn công người thi hành, người đang thi hành công vụ. Hãy nhớ rằng, những con người đang ngày đêm tuần tra chống dịch, những con người mà đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch đó, thì không có gì khác hơn để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Trong đó là có cả bản thân, có cả gia đình của những người chống đối. Họ đâu có sung sướng gì, thưa quý vị, nếu như không nói rằng là họ là những người vô cùng vất vả. Chúng ta phải thông cảm, phải dành cho họ những cái tình cảm rất là yêu thương thì mới đúng. Vậy nên, thưa quý vị, bằng tất cả tấm lòng của mình, thì tôi xin các chú, các bác, các anh, các chị và các em, chúng ta hãy chấp hành nghiêm quy định của chính phủ, của địa phương trong cái phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta thực hiện giải pháp, nghiêm cái giải pháp 5K. Và chúng ta hãy nhẫn nại vượt qua khó khăn, tự mình loại bỏ những hành vi xấu ở trong con người của mình. Nó loại bỏ những hành vi không đẹp xấu xí đi. Và đó, tôi cho rằng đó là chính là cái giải pháp quan trọng nhất, hữu hiệu nhất lúc này để chúng ta cùng quyết tâm đẩy lùi giặc COVID-19 ra khỏi đời sống cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình đầu tiên của diễn đàn 26, và chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là cái chương trình đầu tiên, cho nên là nó cũng có những cái mà làm cho quý vị chưa hài lòng. Tôi xin rất mong là nhận được nhiều sự góp ý của quý vị để chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.